Xin chào mừng quý cô chú và anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Đỗ Hoàng Sinh nha. Phía trước màn hình của quý cô chú và anh chị là khu đô thị Vinhome Grand Park với quy mô 271 hecta, tọa lạc trên trục đường Nguyễn Xiển và đường Phước Thiện thuộc hai phường Long Bình và phường Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khu đô thị này bắt đầu khởi công từ năm 2018 với tổng cộng là 71 tòa căn hộ, khoảng 44.000 căn và hơn 1.500 căn nhà phố, biệt thự và dinh thự. Đầu tiên là hình ảnh của phân khu căn hộ Lumiere Boulevard với 5 tòa căn hộ cao từ 21 cho đến 29 tầng. Cùng với Lumiere Boulevard thì 5 tòa Mastery Singapore cũng do tập đoàn Mastery Home phát triển và hiện nay cũng đang đi vào giai đoạn hoàn thiện nội thất bên trong và cảnh quan bên ngoài. 5 tòa Mastery Singapore dự kiến sẽ được bàn giao trước vào cuối tháng 12 năm 2023. 10 tòa căn hộ của Mastery Home có tầm view vô cùng thoáng đãng ra khu nhà phố và sông Đồng Nai. Với chất lượng bàn giao vượt trội, bao gồm toàn bộ hệ thống tủ bếp, bếp từ và máy hút mùi. Tiếp theo là hình ảnh của trung tâm thương mại Vingroup Mega Mall. Trung tâm thương mại này với một tầng hầm và 5 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng lên đến 48.000 m². Và hiện nay Vingroup này đang ráo riết hoàn thiện để kịp khai trương trước Tết Nguyên Đán năm nay. Mặc dù hiện nay trung tâm thương mại này vẫn đang thi công, nhưng mà các gian hàng, các thương hiệu đã đăng ký full chỗ trong này. Tiếp tục thì xin sẽ đưa quý cô chú và anh chị đến với hình ảnh tiến độ thi công của phân khu căn hộ The Beverly. Phân khu này với 10 tòa căn hộ cao cấp, nằm ngay cạnh trung tâm thương mại Vingroup Mega Mall và đối diện với công viên 36 hecta. Đặc biệt là các tòa căn hộ tại The Beverly có tầm view vô cùng thoáng đãng ra con sông Tắc cũng như là con sông Đồng Nai rộng thoáng. Tòa căn hộ tại The Beverly với các góc bo tròn, thiết kế sang trọng, tận dụng tối đa lợi thế vị trí vàng. Hiện nay khi khách hàng đặt mua căn hộ tại phân khu The Beverly sẽ được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi. Một là giá bán không đổi, hai là được tặng gói hoàn thiện đầy đủ nội thất cao cấp. Ba là cam kết tiền thuê, bốn là tặng gói 5 năm phí quản lý. Chính sách ưu đãi thứ 5 đó chính là tặng gói sử dụng taxi điện xanh trong vòng 5 năm. Ngoài ra khi khách hàng đặt mua căn hộ 3 phòng ngủ sẽ được bốc thăm trúng xe điện VinFast VF5. Và trong thời điểm khó khăn như hiện nay thì chủ đầu tư đã tung ra hàng loạt chính sách hấp dẫn. Quý cô chú và anh chị có thể là tận dụng thời gian này để đặt mua một căn hộ như ý tại phân khu The Beverly, một phân khu căn hộ cao cấp có vị trí đắc địa bậc nhất khu đô thị Vinhome Grand Park. Tiếp theo là hình ảnh tiến độ thi công của các căn hộ The Beverly Solari. Các tòa BS11, BS12 và BS15 đang bàn giao. Tòa BS16 sẽ được bàn giao từ tháng 12 và các tòa từ BS7 cho đến BS10 đã xây dựng đến tầng 30. Một phân khu cũng nằm ngay bên cạnh trung tâm thương mại Vingroup Mega Mall, đó chính là 5 tòa nhà căn hộ Glory Hay với các tòa GH1, GH2, GH3, GH5 và GH6. Tòa nhà cao nhất là tòa GH3 với chiều cao là 39 tầng. Các căn hộ tại đây có diện tích từ 30 m² cho đến 80 m², gồm loại hình các căn hộ studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ, với mức giá dao động từ 50 triệu cho đến 70 triệu 1 m². Phân khu Glory Hay cũng là một trong những phân khu mà được khách hàng lựa chọn để đầu tư cho thuê cũng như là về ở.
Về thị trường nhà phố và biệt thự tại phân khu The Manhattan và The Manhattan Glory, ở thời điểm này thì có khoảng hơn 200 căn nhà phố và biệt thự đang thi công hoàn thiện nội thất bên trong. Nhờ chính sách hỗ trợ của chủ đầu tư khi tài trợ cho toàn bộ những căn nhà phố và biệt thự tại đây, gồm 50% kinh phí hoàn thiện cho tầng trệt, tổng mức chi phí hỗ trợ cho một căn từ 80 triệu cho đến 170 triệu. Có thể nói, chủ đầu tư Vinhome là một chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường. Trong khi những căn nhà phố và biệt thự tại đây đã bán hết từ năm 2020, nhưng chủ đầu tư Vinhome vẫn liên tục tung ra những chính sách hỗ trợ nhằm kích thích nhu cầu về đây sinh sống và kinh doanh của các cư dân, giúp cho khu đô thị ngày càng sung túc và nhộn nhịp. Cũng nhờ vào những tiện ích và những chính sách hỗ trợ đó mà thời gian qua đã có rất nhiều khách hàng đã về đây mua. Các giao dịch được kể đến trong thời gian qua như là căn nhà phố 84m², một trệt 4 lầu và sân thượng được giao dịch với mức giá là 12 tỷ, căn nhà phố 126m² với mức giao dịch là 15 tỷ, 144m² với mức giao dịch là 17 tỷ, 162m² với mức giao dịch là 18 tỷ. Biệt thự song lập 200m² với mức giao dịch là 21,5 tỷ. Biệt thự đơn lập 300m² với mức giao dịch là 30 tỷ. Ngoài ra còn có các căn boutique và các căn shop mặt tiền cũng đã giao dịch trong thời gian qua. Và nếu như quý cô chú và anh chị có nhu cầu quan tâm tìm hiểu để mua đầu tư cũng như là về ở trong thời gian này, thì hãy liên hệ tới số điện thoại của Sinh ở trên màn hình hoặc cái bạn Zalo với Sinh để Sinh hỗ trợ tư vấn cũng như là đưa quý cô chú và anh chị đến tham quan thực tế các căn này nhé. Tiếp theo là hình ảnh tiến độ thi công của phân khu dinh thự The Raverd. Phân khu này gồm 121 căn dinh thự sao hoa, nằm trên quỹ đất 26,7 hectare với vị trí nằm ngay bên cạnh con sông Tắc và sông Đồng Nai. Các căn dinh thự tại đây có diện tích từ 560m² cho đến 1290m², xây dựng một hầm, một trệt và hai lầu. Giá trị của các căn dinh thự này dao động từ 180 tỷ cho đến hơn 600 tỷ một căn. Hiện tại khu dinh thự này cũng đang có rất nhiều căn đã cắt nóc và đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến thời gian bàn giao từ cuối năm 2024. Và như vậy thì video của Sinh đến đây cũng đã kết thúc. Quý cô chú và anh chị có thắc mắc hay cần thông tin gì thêm thì hãy để lại bình luận ngay bên dưới hoặc liên hệ tới số điện thoại của Sinh ở trên màn hình. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video cập nhật mới nhất nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.